Trong năm vừa qua 2015, Nhật Tân rất là vui khi mà được tất cả khán giả và các người trong giới gọi đùa vui Nhật Tân là người chim. Tại vì Nhật Tân đã rất là may mắn khi được biểu diễn khắp nơi, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ và ở Úc, Canada. Và trong những vừa qua thì Nhật Tân đã phát hành một album mang tên là Bay cùng Nhật Tân. Đó là một album remix và đã phối lại tất cả những bài hát đã từng rất được yêu mến như Tình Yêu Mang Theo, Vầng Trăng Khóc hay những bài hát Bolero remix. Và chính những cái âm nhạc này đã được vị khán giả ủng hộ rất nồng nhiệt. Và trong năm 2016 này, Nhật Tân đã phát hành tới 4 cái dự án. Một cái dự án đầu tiên đó là một album mang tên là Yêu Đơn Phương Một Người Xa. Một cái dự án thứ hai sẽ là một kỷ niệm 10 năm Vầng Trăng Khóc Nhật Tân Anh, Nguyễn Văn Trung và Khánh Ngọc. Một cái dự án thứ ba nữa đó là album rất là sôi động EDM Nhật Tân Anh 2016. Quý vị khán giả sẽ thấy Nhật Tân một phong cách hoàn toàn mới với một cái MV rất là hoành tráng cùng với những vũ đạo rất là hot. Và thêm một cái single rất là dễ thương nữa sẽ phát hành 18 tháng 3, tên là Này Em Làm Vợ Anh Nhé. Ở đây là một bài hát sẽ dành cho tất cả các đôi tình nhân muốn cầu hôn nhau. Và Nhật Tân mong rằng năm 2016 này Nhật Tân vẫn tiếp tục giữ vững cái nickname dễ thương là Người Chim Nhật Tân Anh để có thể bay khắp nơi và hát cho vị khán giả cùng nghe nhé. Đón Tết này Nhật Tân từ giao thừa, Nhật Tân đã đi hát truyền hình trực tiếp tại Quảng Ngãi và tiếp từ mùng 1 cho đến mùng 9 Nhật Tân đã có tất cả các show ở khắp nơi như ở Tây Ninh, ở Cần Giuộc, ở Đồng Nai, rất là nhiều nơi Nhật Tân sẽ đến để biểu diễn và phục vụ cho tất cả khán giả ngày Tết.